Bây giờ cô muốn sao đây? Em chỉ cần có một đứa con như người mà em yêu, như người mà mình đã từng thần tượng. Nó vẫn chưa thành hình đâu. Cái gì? Có nghĩa là anh cũng có một chút tình cảm nào với em hả? Nhưng tại sao những lần chúng ta... Tôi xin cô đó, tôi xin cô đừng có nói nữa được không? Cô có biết là khi cô mang thai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô nhiều lắm không? Mà cô là một người mẫu nổi tiếng nữa. Cô hãy suy nghĩ lại đi. Em không cần những thứ đó. Em không cần tiền tài, em không cần danh vọng. Thôi được rồi, tôi cần có thời gian để suy nghĩ. Nhưng mà dù gì là tôi cũng có trách nhiệm với cô, được chưa? Anh muốn nghỉ bao lâu cũng được. Anh biết không, em đang rất cô đơn, em khủng hoảng, em mới tìm tới anh. Nhưng không ngờ anh không yêu em. Em xin lỗi đã làm phiền anh. Đừng có nói gỡ như vậy được không hả? Có gì từ từ tính mà nha. Đừng nè, em yêu anh. Đi đâu ra ngoài mà sớm vậy? Má tính làm đồ ăn sáng cho mày mà đi đâu mất tiêu à? Con mới vừa diễn một vai diễn rất là không có bầu bì gì hết. Đó chỉ là một vở kịch con tạo ra để anh định cưới con thôi. Anh cưới con vì đứa con trong bụng con. Bây giờ chưa có, nhưng mà cũng sớm có thôi. Nhìn cái mặt của anh lúc đó, con mắc cười quá. Con đang đùa giỡn với số phận mình đó Dung. Con có biết sinh một đứa trẻ là không dễ dàng không? Với con thì mọi việc đều dễ dàng hết. Má phải tin ở con chứ. Thôi, con phải đi tắm đây. Làm diễn gì cũng mệt lắm đó.